Nam Chinh Bắc Chiến, tự truyện, tác giả Hà Minh Sơn, giọng đọc Hải Yến, số 11. Thành lập quân đoàn 4. Ngày 20 tháng 7 năm 1974, một tin vui đến với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 165 và sư đoàn 7 là đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục, chính thức công bố quyết định thành lập quân đoàn 4, là quân đoàn chủ lực thứ 3 của quân đội ta được thành lập. Có sư đoàn 7, sư đoàn 9 trong đội hình, có thêm 3 tiểu đoàn thiết giáp 20, 21 và 25, một tiểu đoàn 11 pháo mặt đất 85 và 105 ly, tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly, trước thuộc đoàn pháo binh Tân Trào, có nhiều chiến công trong chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc và bảo vệ đường 559. Khi vào tới miền Đông Nam Bộ, hai tiểu đoàn này cùng các tiểu đoàn 22, 24 lập thành trung đoàn pháo binh 210. Khi thành lập ban chỉ huy gồm các đồng chí Võ An, trung đoàn trưởng, Bùi Cung, chính ủy, bí thư đảng ủy, đồng chí Hùng, trung đoàn phó tham mưu trưởng. Trường hợp này đúng như câu ví von, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông. Vì ban đầu chỉ có một trung đội với 34 chiến sĩ, ngày 22 tháng 12 năm 1944, sau đó là thành lập các đại đội độc lập, rồi các tiểu đoàn độc lập, rồi thành lập các trung đoàn, sư đoàn, và cuối cùng đến giờ mới thành lập quân đoàn. Trung đoàn 165 ở Nam Sông Bé, phía đông bắc của Bình Mỹ, Phú Lợi, Tân Uyên, đóng quân gần sát bờ sông Bé, hàng ngày ra sông tắm, đi lấy măng tre, hái rau cần rừng, rau cải rừng, rau bướm, rồi đặt bẫy bắt thú để cải thiện. Rừng ở đây tuy bị Mỹ giải chất độc hóa học, nhưng sau này rừng đã hồi sinh rất nhanh. Có cả các loài thú lớn như hổ, báo, voi, hươu nai, lợn rừng. Ở đơn vị tôi có anh Mạ, đại đội phó, người dân tộc. Anh có tài săn bắn rất giỏi và cũng rất sát thú. Hễ anh cầm súng đi là dặn chúng tôi ở nhà đun nước trước. Thế nào khi nghe tiếng súng thì anh cũng đem về. Hôm thì con treo treo, hôm thì con lợn rừng, hôm thì ba ba, hôm lại kỳ đà. Có hôm, anh còn bắn được cả một con nai rừng rất to, khoảng trên 3 tạ. Đơn vị ăn không hết, còn xẻ thịt sấy khô ăn dần. Vì hồi đấy rất đói, gạo thiếu phải ăn độn bằng sắn, đỗ xanh, đỗ tương. Nhưng cũng rất tiếc và buồn là lần cuối cùng anh Mạ đi săn một mình, ra đến bờ sông Bé. Anh để dép áo quần ngoài, bên cạnh là vỏ thùng đại liên, trong đó nhốt một con ba ba nhỏ ở trên bờ sông. Chắc là anh định bắn cá sông, vì cá sông ở đây có con to đến hơn chục ký. Rồi không thấy anh về, đơn vị cho người đi tìm, sợ anh bị biệt kích bắt hoặc chết đuối. Mãi hơn một tuần sau, đơn vị mới tìm được anh. Khi ấy, xác anh đã nổi lên trên mặt nước, ở cách đoạn sông anh xuống khoảng hơn chục cây số do bị đuối nước. Thật là tiếc thương, cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát. Đơn vị trinh sát chúng tôi có nhiệm vụ móc nối với du kích ấp Bình Mỹ, dẫn từng tốp nhỏ khoảng một tiểu đội một vào ấp Bình Mỹ để thu mua gom lương thực, thực phẩm, thuốc men, toàn đi vào ban đêm. Lần đầu tiên tôi được gặp người dân ở vùng địch tạm chiếm, gặp được mấy cô gái trẻ miền Nam mặc áo bà ba, tóc búi gọn gàng, chuyện trò thân thiện sôi nổi nhưng rất khó nghe vì các cô ấy nói nhanh lại nặng tiếng địa phương. Cũng lần đầu tiên tôi biết uống laser, tức bia chai, nhưng cũng chỉ được mấy lần rồi nguồn cung cấp của các cơ sở cách mạng trong dân cũng cạn nên không vào được nữa. Có một lần đơn vị tôi còn bắt được một con chăn mắt võng cỡ gần chục ký. Nó mò vào định bắt gà trong chuồng. Lần thứ nhất gà kêu, chạy ra xem thì nó bỏ chạy đi. Lần thứ hai nghe gà kêu to, chúng tôi chạy ra
thì thấy con chăn đang luồn vào cắn con gà trống to nhất. Lúc ấy anh Ninh, nuôi quân của đại đội, cầm khẩu AK bắn một phát trúng giữa khúc con chăn. Sau đấy chúng tôi kéo mãi mới ra được. Thế là anh em lại được một bữa thịt chăn cải thiện. Đến mãi cuối năm 1973, tình hình đói kém mới được khắc phục. Chắc do hậu cần đã thông được nguồn từ miền Bắc vào và qua các cửa khẩu. Có một lần, chúng tôi được đơn vị cử đi lấy gạo mới. Do đã bị đói lâu ngày, anh em nấu một nồi cơm đầy ăn thật no. Có một anh tên là Thắng, ăn no quá, gần như bị bội thực, phải nằm thẳng xoa bụng hàng tiếng đồng hồ mới đỡ. Tưởng là bội thực chết no, thật là hú vía. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập quân đoàn 4, đầu tháng 8 năm 1974, trung đoàn 165 được tăng cường tiểu đoàn 8, trung đoàn 209, thọc xuống đánh Tân Lợi, Thái Hưng, Bà Cẩm, nhằm tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, phá hệ thống đồn bốt ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, giành dân và uy hiếp vùng 3 chiến thuật của địch. Đêm ngày 9 tháng 8 năm 1974, các đơn vị hành quân chiếm lĩnh trận địa, đảm bảo bí mật. Rạng sáng ngày 19 tháng 8, trung đoàn trưởng Trần Quang Triệu ra lệnh nổ súng tấn công. Được pháo binh chi viện đắc lực, các đơn vị đồng loạt tấn công. 7 giờ 35 phút, tiểu đoàn 5 đã làm chủ hoàn toàn trận địa, diệt 30 tên, trong đó có tên đại úy chỉ huy trưởng, thu 20 súng các loại, bắn cháy 2 trực thăng và 1 AD-6. Hướng Thái Hưng, tiểu đoàn 4 cùng các đơn vị trực thuộc phát triển thuận lợi. Khi ta nổ súng đánh đồn Thái Hưng, địch bỏ chạy hết về bên kia sông Đồng Nai. Tiểu đoàn 4 vào chiếm ấp, nhưng dân ở đây là công giáo di cư từ miền Bắc vào năm 1954, đã bỏ nhà đi hết về Hố Nai, Biên Hòa. Còn đại đội 11 tiểu đoàn 6 lên chiếm núi Bà Cẩm. Sau khi đã được pháo 85 ly bắn như rót đạn vào đây, địch đã bỏ chạy xuống chân núi. Đại đội 11 chiếm núi Bà Cẩm. Đại đội 12 và 13 tiểu đoàn 6 do tiểu đoàn trưởng Trần Văn Thuyết chỉ huy vào bố trí trận địa ở ấp 4 Thái Hưng, sẵn sàng đánh địch phản kích. Ở đây trong hơn một tuần, dưới làn bom đạn của địch, bộ đội chiến đấu dũng cảm đánh bật nhiều đợt phản kích của địch từ ấp 1 Thái Hưng qua. Đến ngày 18 tháng 8 năm 1974, được sư đoàn cho trung đoàn 209 vào thay. Trung đoàn được lệnh rút khỏi Thái Hưng về cứ Bắc Sông Bé, cứ Con Voi. Kết thúc đợt hoạt động mùa mưa năm 1974. Như vậy, sau gần một năm thực hiện chủ trương từ phản công sang tấn công và phản công quân địch, quân ta đã thu được nhiều thắng lợi, làm chuyển biến cục diện chiến trường. Quân địch đang thời kỳ suy yếu không gượng lên được. Khả năng phản kích lớn của chúng không còn nữa, mà chỉ chui vào các tổ kén để phòng giữ các phần còn lại. Trong khi đó, quân đội ta ngày càng lớn mạnh, các quân đoàn chủ lực được thành lập chắc chắn sẽ có những cú đấm mạnh hơn, tạo ra sự nhảy vọt cho cách mạng miền Nam. Đi học trường lục quân tổng hợp miền Đông Nam Bộ. Đến tháng 7 năm 1974, đơn vị tôi về đóng ở cứ Bắc Sông Bé, tức là cứ Con Voi. Vì ở khu vực này có rất nhiều voi, gần sông Mã Đà. Đây cũng là một nhánh chảy ra sông Đồng Nai. Trước còn có cả cá sấu. Sau này sông Mã Đà đã đi vào ca từ của bài hát Trị An Âm Vang Mùa Thu của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Tôi được đơn vị cho đi học đào tạo cán bộ trung đội trưởng tại trường sĩ quan miền Đông, phiên hiệu H28. Sau đổi thành trường quân chính sơ cấp miền, tiền thân của trường sĩ quan lục quân 2 bây giờ, đóng quân ở Đồng Ban, Tây Ninh, gần suối Nước Trong. Vì ở đây có hai con suối, một suối quanh năm nước đục, còn một con suối quanh năm nước trong, nên lính ta cứ gọi như vậy rồi thành tên. Tôi ở tiểu đội 8, trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 1. Tiểu đội 8 có 8 người, gồm đồng chí Đặng Anh Đức, quê Phú Thọ, đồng chí Hướng, quê Ninh Bình, sau giải phóng lấy vợ ở lại Bình Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, đồng chí Chuyển, quê Hải Phòng, đồng chí Vọng, quê Hải Hưng,
đồng chí Dũng, đồng chí Quang quê Thanh Hóa, đồng chí Quyết quê Quảng Bình và tôi quê Hà Bắc, do đồng chí Đặng Anh Đức, người Thanh Ba Phú Thọ làm tiểu đội trưởng. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi còn xuống Gò Công, Mỹ Tho thăm và chơi với anh Đức. Tôi cũng có gặp anh Chuyển tại Sài Gòn. Hiện tại bây giờ chỉ có tôi và anh Đức vẫn còn liên lạc được với nhau, còn các anh em khác thì không biết thông tin gì. Đồng chí Đặng Anh Đức, nguyên là trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 6, trung đoàn 24, quân cơ động của bộ, hoạt động tại quân khu 9, miền Tây Nam Bộ, do đồng chí Hà Đình Thuyên, quê Vĩnh Phúc làm trung đoàn trưởng. Một lần, hành quân qua cánh đồng chó ngáp, nước ngập mênh mang, đơn vị đi chậm, trong lúc chờ trinh sát bám đường, trung đoàn trưởng Thuyên lên giục đi. Đồng chí Đức không biết là có trung đoàn trưởng nên mới nói: đường xá ngập có đi được đách đâu mà giục. Không ngờ câu nói của đồng chí lại bị trung đoàn trưởng Thuyên nghe được. Ông giận quá quát: đứa nào vừa nói đấy, đảng chưa, đoàn chưa, tên và cấp chức gì? Ông cầm cây ba tong cua lên định vụt đồng chí Đức. Đức ta nhanh chóng nhảy tránh được hai lần nữa như vậy. Ông quát điều đoàn trưởng: anh dạy bảo lính anh thế đấy hả? Sau lần ấy, trung đoàn trưởng Thuyên mới hỏi rõ về đồng chí Đức và được biết đấy là một trung đội trưởng trinh sát gan dạ, dũng cảm, đã lập nhiều chiến công trong những trận đánh của tiểu đoàn 6 và trung đoàn 24. Sau đó, ông điều đồng chí Đức lên trung đoàn làm công vụ cho mình. Đồng chí Đức cũng rất hay sát pháo cối và đạn của địch, đánh Mỹ bị thương, đánh Pol Pot cũng bị thương, cắt mấy khúc ruột. Năm 1979 ra Bắc đánh tàu cũng bị thương. Sau đó, đồng chí về mất sức bệnh binh, hiện là thương binh hạng 2/4. Mấy năm qua, anh vẫn thường xuyên đi lại thăm đồng chí Thuyên, trung đoàn trưởng cũ tại thành phố Cần Thơ. Đồng thời cũng có tâm đi tìm những đồng đội hy sinh trong chống Mỹ, chống Pol Pot. Là một cựu chiến binh, làm kinh tế giỏi, mở được cả công ty xăng dầu tự Đức, kinh doanh ngày càng phát đạt, đã được chọn gương điển hình tiêu biểu của cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ, là một trong 63 đồng chí của 63 tỉnh thành trong cả nước, đại diện của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, được vinh dự gặp mặt Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch năm 2017. Tết Nguyên đán Ất Mão 1974-1975. Năm ấy, tôi ăn Tết tại trường. Tôi còn đi đặt bẫy thú, vì hồi ở chiến trường mọi thứ đều rất thiếu thốn, nên bộ đội ta hay săn bắn đặt bẫy để kiếm thêm cải thiện bữa ăn. Bẫy làm bằng dây dù vít một đầu của một cây tự nhiên gần đấy xuống, buộc một đầu dây vào, còn một đầu buộc thòng lọng có cần ngang, đóng một cái cọc xuống đất, khắc lõm vào để có chỗ dương cần, dọn sạch một đoạn chạy rích rắc, rào kín lại. Cách một đoạn, lại để một lối cho con thú đi qua, đặt bẫy vào chỗ đó. Nếu con thú vướng chân vào thì nó còn sống, còn vướng vào cổ thì con thú sẽ bị chết. Bởi vậy, sợ nghỉ mấy ngày Tết, không ai đi thăm, thú vướng bẫy sẽ chết thối. Nên sáng ngày 30 Tết, tôi còn một mình xách súng AK vào rừng, cách chỗ đóng quân khoảng 2 km, kiểm tra bẫy. Tôi thấy một cái cần cong xuống, đoán ngay là thú mắc bẫy, đi lên kiểm tra. Thì, ối, một con nhím rất to đang mắc chân vào bẫy. Nó thấy có người nên vùng vẫy rất mạnh. Tôi vội đặt khẩu súng xuống, dùng hai tay định bắt sống nó đem về cho mọi người xem. Ai dè nó dựng lông lên, đâm chi chít vào tôi. Tôi vội nhổ ra, chảy bao nhiêu máu. Con nhím dứt đứt được dây bẫy, chạy đi. Lông va vào nhau kêu róc róc. Tôi cầm khẩu AK đuổi theo, bắn một phát không cần ngắm. Chúng nó còn bốc khói lên, dãy giụa chết tại chỗ. Tôi đem về khoe anh em. Con nhím nặng khoảng gần chục cân. Mọi người cũng rất vui vì có thêm được bữa thịt nhím để ăn Tết. Riêng tôi bị đồng đội cười cho một bữa nghiêng ngả không thể nhịn được vì quá tổ. Ai lại đi bắt nhím sống bằng tay không bao giờ. Đến các con vật như chúa Sơn Lâm, hổ báo và sư tử, còn phải chịu thua nó nữa là. Thật là nhớ đời. Chiến dịch
đường 14 Phước Long. Đầu tháng 10 năm 1974, Quân ủy Bộ Tư lệnh miền giao nhiệm vụ cho quân đoàn 4 mở chiến dịch tiến công đường 14 Phước Long nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một đoạn đường 14, mở rộng đầu cầu tuyến vận tải chiến lược. Tiếp đó, đánh bại phản kích, giữ vững vùng giải phóng. Mục tiêu cụ thể, diệt hai chi khu Đồng Xoài và Bù Đăng, một yếu khu Bù Na và một loạt đồn bốt nhỏ, giải phóng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài Bù Đăng. Sau đó, đánh phản kích, diệt 1-3 tiểu đoàn địch, cô lập tiểu khu Phước Long. Ngày 18 tháng 11, kế hoạch tác chiến được điều chỉnh, lấy Bù Đăng là hướng chủ yếu, Bù Na là hướng thứ yếu, chưa đánh Đồng Xoài. Vậy là bước 1 chiến dịch, dùng tiểu đoàn 9 trung đoàn 209 đánh đồn Bảo An ở km số 11, đưa trung đoàn 165 được tăng cường hỏa lực, đi phối hợp cho sư đoàn 3 đánh địch trên đường 14 đoạn từ km 19 đến ngã ba đường 10. Trung đoàn 141 tiếp tục làm công tác chuẩn bị. Bước 1 chiến dịch đường 14 Phước Long, trung đoàn 165 có 3 nhiệm vụ. Tiểu đoàn 4 do quân đoàn trực tiếp chỉ huy, diệt đại đội Bảo An ở cầu 19 và hỗ trợ cho bạn diệt chi khu Bù Na. Tiểu đoàn 5 đánh địch tại ngã ba Đức Liễu. Tiểu đoàn 6 đánh cao điểm Kỳ Đồng nằm ở phía bắc khu hành chính Bù Đăng, sau đó phát triển xuống chi khu hành chính Bù Đăng. Ngày 13 tháng 12, tiểu đoàn 4 do quân đoàn trực tiếp chỉ huy, diệt địch ở cầu 19. Ngày 14 tháng 12, tiểu đoàn 6 phối hợp trung đoàn 271 đánh chi khu Đức Phong, thì tiểu đoàn nổ súng đánh địch ở cao điểm Kỳ Đồng, đến 9 giờ dứt điểm được, sau đó phát triển lên khu hành chính Bù Đăng. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, ta làm chủ hoàn toàn, địch cho hai chiếc AD-6 lên ném bom. Lệnh của quân đoàn cho tiểu đoàn 4 đánh từ cầu 19 dọc về phía bắc, trung đoàn 165 từ Bù Đăng phát triển về phía nam, đánh hàng chục tháp canh và một đại đội Bảo An bảo vệ cầu 38, giải phóng hoàn toàn 100 km đường 14 từ ngã ba Đức Liễu đến cầu Phước Tín. Bước 2, trung đoàn 165 đánh 3 mục tiêu cùng lúc. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, tiểu đoàn 4 mới dứt điểm được mục tiêu Phước Quả do một đại đội Bảo An chốt giữ ngã ba 311 và 309 bảo vệ phía đông nam Phước Bình. Tiểu đoàn 5 và đại đội 12 đánh chi khu Bù Đốp, tiểu đoàn 6 thiếu đánh Phước Tín. 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, ta làm chủ cầu Phước Tín. Đến 15 giờ ngày 22 tháng 12, bộ đội ta làm chủ hoàn toàn chi khu Bù Đốp. Tiểu đoàn 4 tiêu diệt địch và làm chủ được mục tiêu Phước Quả. Như vậy, trong ngày 22 tháng 12 năm 1974, trung đoàn 165 đã làm chủ 3 căn cứ, tạo điều kiện cho chiến dịch chuyển sang bước mới. Bước 3, đánh chi khu Phước Bình. Tối ngày 19 tháng 12 năm 1974, cán bộ trung đoàn đi trinh sát trận địa hướng đông và đông nam, còn hướng bắc và hướng tây chưa thực hiện được. Chiều 30, trung đoàn 165 được tăng cường tiểu đoàn 3 trung đoàn 141, được lệnh cho bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa chi khu và sân bay Phước Bình. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 12 thì nổ súng. Khoảng 9 giờ 30 phút, trên tăng cường cho 3 xe tăng. Đến 10 giờ, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 5 nhanh chóng tiêu diệt chi khu Phước Bình. Tiểu đoàn 6 đánh bại phản kích của địch, truy kích đến tận suối Dung. Các đơn vị khác cũng cơ bản làm chủ được mục tiêu. Vào lúc 15 giờ 30 phút, chuẩn bị đánh vào thị xã Phước Long. Đêm ngày 25 tháng 12 năm 1974, trung đoàn 141 do trung đoàn trưởng Dương Liễu và chính ủy Nguyễn Ngọc Doanh chỉ huy và các lực lượng tham gia tấn công chi khu Đồng Xoài. Đúng 5 giờ 30 phút đồng loạt nổ súng. Đến 11 giờ cùng ngày, ta đã làm chủ hoàn toàn chi khu Đồng Xoài. Thiếu tá Khoái, chỉ huy trưởng chi khu, cùng một số tùy tùng bỏ lại lời thề tử thủ sau lưng, men theo phía tây bờ suối Rạt, gặp phải bộ phận cáng thương của đại đội 19 công binh do đồng chí Phạm Xuân Trọng chỉ huy, bị bộ phận này bắt sống. Mất thêm Đồng Xoài, Bù Đốp, tiểu khu Phước Long hoàn toàn bị cô lập.
quân địch bắt đầu hoang mang dao động. Chúng không còn nghĩ đến chuyện phản kích chiếm lại đường 14 nữa mà chỉ lo phòng thủ. Địch tự trấn an với lập luận: nếu ta có ý định đánh Phước Long thì cần phải có thời gian khá dài để chuẩn bị. Thời cơ thuận lợi, quân đoàn 4 phát triển tiến công, giải phóng thị xã và hoàn toàn tỉnh Phước Long, giành thắng lợi lớn hơn nữa cho chiến dịch. Phước Long là tỉnh nằm cách Sài Gòn trên 100 km về phía đông bắc, có vị trí như chiếc cầu nối Nam Tây Nguyên, Đông Bắc Campuchia và miền Đông Nam Bộ. Từ thị xã Phước Long về Sài Gòn có hai đường bộ, đường số 2 qua ngã ba Đồng Xoài và đường 311 qua ngã ba Đức Liễu. Hai đường này đều nối vào quốc lộ 14. Sau khi ta diệt các chi khu Đồng Xoài, Bù Đăng, Bù Đốp, chiếm hoàn toàn quốc lộ 14, quân địch ở Phước Long bị cắt khỏi quân đoàn 3, phạm vi chiếm đóng của chúng bị thu hẹp. Chúng xác định thế phòng thủ thị xã là thế kiềng ba chân, gồm thị xã, núi Bà Rá và chi khu Phước Bình trên điểm cao 242. Chúng tổ chức phòng thủ thành 3 tuyến cơ bản: tuyến vành đai ngoại vi, tuyến kháng chính và tuyến tử thủ. Khi mất Bù Đốp, Phước Lộc, Phước Quả, Đồng Xoài, chúng đưa thêm tiểu đoàn 363 đã bị đánh thiệt hại, nay mới củng cố lại, lên núi Bà Rá rồi đưa lực lượng ra Phước Yên, Phước Sơn, hầm đá Thác Mơ, mỏm cao điểm 249 để ngăn chặn ta trên hướng đường 311 và 309. Chúng còn dựa vào hệ thống đồn bốt, tháp canh dân vệ, ấp chiến lược Sơn Giang, cầu suối Dung, Nhân Hòa, An Lương, Tư Lập, Tư Hiền 1 và 2 để hạn chế ta phát triển tiến công. Trong trung tâm gồm nhiều khu vực, có nhiều nhà cửa, đồn trú, chướng ngại vật phức tạp, tạo thêm sự kiên cố vững chắc, buộc đối phương phải liên tục đột kích mới đánh chiếm được. Muốn đánh chiếm được tiểu khu Phước Long, giải phóng thị xã, ta phải phá thế chân kiềng, đập tan tuyến phòng thủ ngoại vi của địch, đánh theo cách mà anh em ta vẫn gọi là chặt chân bóc vỏ. Thấy thời cơ xuất hiện sau giải phóng Đồng Xoài, mặc dù địa bàn tác chiến không nằm trong kế hoạch ban đầu, chưa được chuẩn bị, nhưng không thể kéo dài thời gian, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đề ra phương châm táo bạo linh hoạt và triển khai kế hoạch tiến công thành hai bước. Ngày 27 tháng 12, Sư đoàn trưởng nhận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên bản đồ. Ngay trong đêm 27, Trung đoàn 165, một tiểu đoàn pháo cao xạ, hai khẩu đội pháo 105 bí mật hành quân về khu điểm cao 234 Tây Nam Phước Bình 3 km để chuẩn bị bẻ kiềng ba chân Phước Bình. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.